Ghế công thái học GLE12 giúp hỗ trợ cuộc sống giảm thiểu nhất mỏi khi ngồi lâu, phòng chống nhưng bệnh cột sống lưng, đệm tựa không nhựa căng vải lưới cao cấp đảm bảo độ bền bỉ và mang lại cảm giác thoáng mát không gây hiện tượng tích nhiệt trong quá trình sử dụng. Đệm trượt ra vào có thể điều chỉnh độ sâu, tựa hợp kim nhôm có thể ngã hãm nhiều góc độ có thể điều chỉnh chiều cao tự phù hợp với chiều cao người ngồi. Tựa đầu ghế 3D được làm tinh tế mang lại cảm giác hài hòa. Tay ghế 5D có mặt PU mềm mang đến sự thoải mái tối đa trong quá trình sử dụng. Chân ghế bằng hợp kim nhôm là hàng nhập khẩu cao cấp, sử dụng màu vải ghi hài hòa mang lại sự thanh thoát và tăng sự sang trọng cho sản phẩm. Ghế công thái học GLE12 thường được các văn phòng lựa chọn sử dụng kết hợp bàn làm việc tạo không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.